Nam Chí Bánh kính chào quý bà anh chị em. Xôn xao hình gương mặt Chúa Giêsu trên thân gốc cây si tại chợ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Ba, tỉnh Gia Lai. Tối 11 sáng 12 tháng 9 thì được đưa về khu viên nhà thờ Xê Đăng, e Lũ, cách chợ khoảng 2 km, cũng thuộc xã Nghĩa Hưng. Cuộc di về ban đêm nên dân chúng không hay biết, cha xứ và một số người trong làng thì biết. Chính quyền địa phương chuyển cây đó ra khỏi chợ là điều rất đúng và cần thiết vì dân chúng tập trung ban ngày và cả ban tối làm mất trật tự. Bên kia đường phía trước chợ là trường học cấp 1 và 2 nên ảnh hưởng không tốt về nhiều phương diện. Có điều là chính quyền có thể phá bỏ cây đó rất dễ dàng nhưng lại âm thầm trong đêm chuyển đến nhà thờ xây đăng. Nghe nói là nhà thờ không phải tốn kém gì cả. Cha xứ làng xây đăng nhận được cây thì mừng mà thấy cũng băn khoăn vì thiên hạ đồn nhau đến nhà thờ đông quá gây ồn ào, mất đi sự yên tĩnh nơi thờ phượng. Thì thời gian đầu họ đến vì tò mò, vì tin gì đó, rồi sau này sẽ không tới nữa đâu. Có nhiều người chưa thấy khuôn mặt Chúa Giêsu như thế nào, thì có thể cũng nhờ sự cố này lại được biết gương mặt Chúa Giêsu. Chia sẻ đến quý cộng đoàn về bài giảng của cha Joan so Bautista Nguyễn Minh Hùng, giáo xứ Thánh Tuân, về cái gốc cây. Cha giảng như này, không biết giáo dân có tỉnh ra không? Cha nói thấy có nhiều giáo dân đến thờ lại gốc cây. Dưới gốc cây nhiều hoa, nhan đèn như vậy, có đúng không? Nếu là người công giáo, có đức tin công giáo, mời anh chị em cùng nghe cha Joan Bautista, Nguyễn Minh Hùng, giáo sứ Thánh Tuân nói. Họ à bảo rằng, Chúa Giêsu trong thân cây, tôi nghĩ rằng đó là một xúc phạm đó. Nghĩ như vậy là một xúc phạm về mấy ngày qua cái vụ của một cây si ở ngoài Nghĩa Hưng, của tỉnh Gia Lai Người ta phát hiện ra trên thân cây mang rình mang rình như khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu khổ nạn vậy. Thế là súng nhau tới lại gốc cây, súng nhau tới đặt bông đặt hoa, súng nhau tới dân lương dân nhang kính để lại gốc cây. Trong số những người đó, nếu là những người ngoài Công giáo thôi thì chúng ta cũng không nói nhiều làm gì, nhưng đây những người Công giáo họ bảo rằng Chúa Giêsu trong thân cây tôi nghĩ rằng đó là một xúc phạm đó nghĩ như vậy là một xúc phạm Chúa Giêsu trong nhà tạm này Chúa Giêsu ngay trong thánh lễ này bởi vì mỗi khi ta dâng thánh lễ mỗi khi chủ tế dâng thánh lễ trên bàn thờ là chính Chúa Giêsu hiện diện để hy tế hóa để hẹn tại hóa chính hy tế mà ngày xưa Chúa đã dâm hiến cho loài người chúng ta, dâm hiến cho Chúa Cha trong việc người tâm phục để chịu chết và sống lại vì chúng ta. Thưa anh chị em, anh chị em ở đây có thể nói rằng chúng tôi đâu có ra ngoài gì. Cái chỗ kia đang nghĩa lưng đó đâu mà cha lại nói chúng tôi nghe. Nhưng chúng ta có những ủng hộ bằng cách khác biết bao nhiêu người có những cầm măng trên YouTube, biết bao nhiêu người có những cầm măng hay là những bình luận trên các trang Facebook vân vân Chẳng hộ vào cái việc ấy. Chúng ta ủng hộ thì không phải sai, bởi vì cháu vẫn có thể làm. Nhưng trước khi lấy tay mình đánh vào chiếc máy điện thoại của mình để cầm măng để bình luận, hãy nhớ rằng, hãy cầu nguyện và hãy cố gắng cầu nguyện rằng Chúa đang trong tâm hồn của con, lạy Chúa con thờ lạy Chúa nơi đây. Và nếu Chúa có làm phép lạ là ở đâu, thì cũng là điều đáng quý hết á. Không sao cả, nó không ảnh hưởng tới đức tin của tôi, và cũng không vì thế mà tôi quán toàn chạy theo. Nhưng trước hết tôi thờ Chúa trong chính tâm hồn tôi, nhất là mình máu thánh Chúa tôi rước lấy ở trong tâm tôi Chúa đang ngự đây tôi phải sống làm sao để biến đổi mình nên như Chúa đó. Đấy là điều cần thiết và đấy là điều trước tiên chúng ta phải làm. Đấy chính là giáo lý hội thánh dạy chúng ta. Còn những gì xôn xao bên ngoài, thậm chí có những người tổ chức xe hàng năm trong chỗ, tốn bao nhiêu là tiền từ nơi xa xôi đi đến lại cái cây đấy rồi về. Làm chuyện nó làm sao đó, Riết rồi như chúng ta đang dị đoan Nhưng chúng ta đang thờ ngẫu tượng Chó ở nơi trắng chúa Là thánh thể chúa Là thánh lễ Chúng ta bàn quan chúng ta đứng ngoài cuộc Còn chiếc cây nó mang hình Dù là hình của chúa đi nữa Và nếu chúa có làm phép lạ đi nữa Nhưng nó không phải là tất cả Những điều kiện cần thiết Để chúng ta được rỗi linh hồn Được rỗi linh hồn là Khi anh chị em sống lời của chúa là anh chị em mở lòng ra để đón nhận ơn thánh Chúa, Chúa biến đổi chúng ta nhờ ơn thánh của người để chúng ta nên tốt hơn từng ngày. Chúa biến đổi chúng ta từng ngày để chúng ta thoát khỏi những cám dỗ và chống lại, chống trả lại những ma đơ của tội lỗi, của sự xấu, sự dữ do ma quỷ gây nên. Đó là giáo lý của hội thánh mà sao chúng ta hích? chúng ta không hấp thụ nó để rồi mình đơn giả mình chạy theo những cái gì mà nó nó không phải là cái chủ yếu cái chủ đích của đời sống đức tin của con người mà nó còn mang hình thức dị đoa nó mang hình thức ngẫu tượng